nhưng mà đã hát rất là nhiều lần, nhiều show, hát song ca cũng có mà hát cùng một sân khấu cũng có. Nhưng mà người này là người đầu tiên, và khi mà Hà hát cùng một show thì Hà hơi là thắc mắc tại sao lại ghép mình hát với người này. Chị quá trẻ mà mình cũng trẻ quá. Thế anh là nhã là người thế nào ạ? Đây, cao lớn lịch lãm, luôn cười dễ thương, nhỏ nhẹ như cái cách của nhã hát. Anh nhã thì cảm nhận nào khi được hát với chị Hà? Anh cứ nói thật thì để chị đi xuống khác. Với Nhã thì chị Hà là một người rất là nữ tính. Tức là khi mà chị Hà hát thì cái nữ tính trong người chị Hà tự nó toát ra rất là nhiều. Khi mà một người ca sĩ nam mà đứng hát chung với chị Hà thì rất là cuốn hút. Chị Hà là một người đó. Này là khai thật, tại vì tại em nói chị nói hát một lần bài Mùa Đông Của Anh, em trai nhìn vào mắt chị xong quên lời luôn. Ngượng hả anh hay thế nào ạ? Thật ra là không phải ngượng, nhưng mà nhiều khi là mình đang mơ màng ở đâu đó, thế là cái lời nó đi đâu đó mất.